Nếu những ai thuộc thế hệ 6X, 7X, 8X hay 9X, chắc chắn đều biết đến nhân vật triển chiêu trong phim Bao Thanh Thiên, bộ phim còn được mọi người gọi là Bao Công xử Án. Diễn viên thủ vai triển chiêu là Hà Gia Kính, sinh năm 1959, một trong những nam thần đình đám của màn ảnh hoa ngữ. Hòa thân thành chàng triển chiêu đại hiệp, hào hoa, võ công phi phàm. Sau khi diễn xuất thành công vai triển chiêu, ông nổi danh khắp châu Á, thậm chí cho đến nay, ông vẫn được mệnh danh là triển chiêu kinh điển nhất màn ảnh, khó nghệ sĩ nào có thể vượt qua. Tuy nhiên, khi tên tuổi đang lên như diều gặp gió, Hà Gia Kính bị đóng băng sự nghiệp do đắc tội với một công ty điện ảnh lớn. Sau này, dù đã nỗ lực vực dậy danh tiếng, nhưng nam diễn viên vẫn không thể lấy lại vị thế như xưa. Không những thế, các c của ông thời đó còn rất thấp. Hà Gia Kính từng chia sẻ, ông ký hợp đồng làm việc 150 giờ trên năm, nhưng thực tế đều làm quá số giờ quy định hơn 10 tiếng ngày. Mồ hôi, nước mắt chan cơm dòng dã cả tháng mới lãnh được vài trăm đô la Hồng Kông, ông nói. Vì vậy, năm 2014, Hà Gia Kính đã dã từ màn ảnh. Ông mạo hiểm bỏ ra khoảng 3,8 triệu đô la Mỹ để rẽ hướng sang kinh doanh thực phẩm sạch và ngũ cốc. Nam diễn viên kết hợp cùng bạn thân mở công ty có tên Kính Gia Trang với diện tích hơn 54.000 mét vuông, có núi rừng bao quanh ở Quảng Đông, Trung Quốc. Với quyết định này, cuộc đời chàng ngự mưu chuyển chiêu bước sang trang mới. Hà Gia Kính thừa nhận, việc đầu tư kinh doanh đã giúp ông thu về khối tài sản mà cả đời làm diễn viên cũng không thể có được. Sau gần chục năm làm ăn, tài tử 64 tuổi hiện đã trở thành doanh nhân có tiếng tại Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Ông sở hữu nhà máy sản xuất rộng lớn và ông còn biến nhà máy của mình thành địa điểm cho khách tham quan du lịch. Theo truyền thông Trung Quốc, mỗi năm Hà Gia Kính thu về lợi nhuận hàng triệu đô la Mỹ khối tài sản hiện tại của ông ước tính lên đến 17 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 400 tỷ đồng Việt Nam. Về đời tư gia đình, con cái của Hà Gia Kính Từng là người trong mộng của hàng triệu fan nữ khắp châu Á, nhưng hàng chục năm qua, Hà Gia Kính vẫn giữ hình ảnh là một quý ông độc thân. Sau hai mối tình đổ vỡ, ông càng thêm kín tiếng về đời tư. Trên trang cá nhân, ngôi sao bao thanh thiên năm nào, chăm chỉ chia sẻ những hình ảnh đời thường của bản thân, nhưng không hề nhắc đến chuyện tình cảm, gia đình. Điều này càng khiến người hâm mộ thêm tò mò về cuộc sống riêng của ông. Chỉ duy nhất, trong một lần hiếm hoi vào cuối năm 2021, Hà Gia Kính bất ngờ trả lời bình luận của một người hâm mộ rằng: "Con gái tôi còn lớn hơn bạn rồi đấy." Khi ấy, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước động thái này của nam diễn viên, bởi bấy lâu nay ông được cho là vẫn lẻ bóng một mình. Sau đó vào tháng 10 năm 2022, Hà Gia Kính một lần nữa đăng lời chúc mừng sinh nhật của con gái. Cụ thể, trên Weibo, ông viết trưởng thành vui vẻ. Chỉ cần hạnh phúc, bảo bối, sinh nhật vui vẻ, mọi việc đều đã có ta. Kèm theo tấm thiệp vẽ hình một người cha đang cầm ô che mưa, che nắng cho cô con gái nhỏ. Đến đây, mọi người đều đồn đoán đấy chính là con gái của ông. Dưới bài đăng trên, cư dân mạng đã có rất nhiều bình luận thể hiện sự tò mò như lời chúc tràn đầy tình yêu thương và sự ấm áp của người cha, chúc mừng sinh nhật công chúa nhỏ. Đây là động thái công khai con gái của Triển Chiêu trăng. Cũng từ đây, nhiều ý kiến suy đoán Hà Gia Kính đã bí mật kết hôn và có con gái, nhưng không công khai để bảo vệ sự riêng tư của gia đình. Thế nhưng, mặc cho dư luận bàn tán, Hà Gia Kính vẫn tuyệt đối giữ im lặng. Thay vì lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận, ông đều đặn đăng ảnh làm việc, một mình đi ngao du khắp trốn, cuộc sống rất vui vẻ, tự do tự tại. Có thể thấy, dù đã ở tuổi ngoài 60, nhưng chàng triển chiêu ngày nào vẫn giữ được thân hình, cùng phong độ lý tưởng. Ông cho biết, bí quyết là ở chế độ sinh hoạt nghiêm khắc, tinh thần lạc quan, kết hợp với luyện tập thể thao, đá bóng và ăn chay. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!